Rất là mệt rồi. Trời ghê giờ đầu tư vậy. Không ngủ đi Trang. Chị Phụng. Để em chụp hình cho. Ừ, đẹp không? Đẹp không? Kỳ công của chị với Hồng nữa. Sáng đó sao mà thích chụp hình ha. Phụng thấy được chưa? Phụng thấy chưa? Tao cho chụp hình coi. Nè, coi đi. Trời ơi. Không, cái này nè. Cái này nè. Kỳ quá. Ôi. Ồ, cái này dễ thương này nè, xíu là Phụng vô tụm tụm cái này nè. Trang chào cả nhà đi. Dạ, xin chào cả nhà của kênh Trang TV. Đây là Trang và đây là Phụng. Đây nè, hôm nay là Trang với Phụng là đang làm cái này cái gì nhỉ? Thấy không ta? Thấy. Nè. Đây còn thiếu không? Quá. Chắc Trang mình rồi. Có đón lái là đẹp, có đón lái thôi đi ha. Ờ, bỏ mấy cái đón lái của mình hôm nay mình đi lại hôn vô nè. Đây này, Phụng điện thoại đi. Đây. Để Trang kéo cái ghế cho Phụng với lại. Ủa mấy này là hình hình hồi sáng mình chụp á. Đúng, hình nguyên một chuyến đi của mình mấy hai ba bữa nay á. Để sao ta? Ghê không? Chắc để cái nón nhỏ. Đây là cái nón mà nón, mình nón giữa. Mình chụp từ hôm mình đi làm hương. Để giữa đi. Đó, mình để cho đây hàng mấy thương nha. Rồi. Rồi đứng này đây. Đây là chiếc nón bài thơ. Rồi, đứng bài thơ. Cái này để bài thơ hay là để nó xanh? Để nó xanh đi. Đấy, nó xanh đẹp nè. Rồi, ba lại nón. Ở đây. Nếu như là ba tụi mình vậy đó. Đúng rồi. Đó, vậy tôi là nón hóa thương. Em sẽ là nón lá xanh. Còn bé này sẽ là nón nhà nua. Nón bài thơ. Trời. Đẹp quá. Em nha. Đâu Phụng chụp nắm đi. Phụng đang chụp nắm. Nha Phụng lên này. Đúng không? Đúng rồi đi em chụp cho nè. Ngồi khủy khủy xuống chị. Thầy xuống. Thầm chết tim. Hai chết tim. Ủa? Từ từ em không thấy được. Không lấy được. Đêm rồi không ngủ đi. Yeah. Rồi. Cái này là cả một quá trình luôn á. Tại Trang với Phụng đang ngồi chia hình nè. Đang đi đến cuối rồi. Xong tự nhiên cái bắt đầu cái ngồi xếp định là bày hết để chụp thôi. Cái ai nhờ đâu cái bài hết là đẹp quá. Đẹp quá. Cái xong đó là mới làm một tác phẩm. Cái Phụng nó hay xếp chữ Huế, cái xếp chữ Huế xong dư hình và là xếp chữ lớp dư hình xong chữ A. Rồi bây giờ chúng tôi đã tổng kết chuyến đi Huế. Ok. Này bằng rất nhiều lắm hình Instagram. Đây là cái này cái máy hình rất của Instagram. Đây là cái máy hình chụp rất là lấy liền nè. Đó, bây giờ là Trang với Phụng sẽ đi một vòng nhắc hình chỗ gì khán giả nha. Phụng ngoài với Trang luôn nè. Rồi đây là hình chụp ở chỗ quán cà phê Mắt Biếc nè, mấy gì nha. Cà phê Mắt Biếc. Đó là cái cà phê mà trong phim Mắt Biếc luôn á. Đó. Đây là nhóm chụp chung của ba tụi Trang. Đây. Ở dưới này nữa. Đây là cái hơi ăn ở quán muốn mòm mẹ thẻo. Quán muốn mắm nêm. Muốn mắm nêm. Cái hôm này là hôm vừa đáp xuống sân bay luôn. Ba tụi Trang đến thì chết đói nha. Nó rồi lúc đầu định quay clip nha. Xong vô cái cơ món xong chưa kịp chụp hình vô ăn hết. Ăn xong mới nhớ là chưa chụp gì luôn. Đó. Còn đây là hình ở ngay chỗ Lăng Khải Định. Đối với khán giả đây là ai? Trong ba cô gái đây là cô gái nào? Đó, đây là Lăng Khải Định. Chỉ là những tấm hình đằng sau lưng thôi. Rất là bí ẩn ha. Không biết ai là ai. Đó, còn đây là tấm hình rất là tình cảm luôn á. Của Tung đang nhắc tay mẹ Phụng xuống. Đây cũng là một nơi trong phim. Cái này là những cosplay của Ngạn nha. Đây phiên bản lỗi. Đó, đi qua hình chữ lớp đây. Hình lớp đây. Bây giờ Phụng giới thiệu đi nè. Phụng giới thiệu cho mấy khán giả đi. Đây là những tấm hình chụp ở Lăng Khải Định hết. Đó, những cái tấm hình rất là đẹp luôn. Tại vì Lăng Khải Định cái này em đâu nhớ đâu phải nhớ. Đây. Không, đây là hình mình chụp ở Hồ Thủy Tiên. Đây là một công viên nước bỏ hoang nằm ở Hồ Thủy Tiên. Cái này á là hồi rất là lâu rồi là được một gọi là một cái nhà báo của nhiếp ảnh gia của nước ngoài họ đến đây, họ đến Huế và họ tình cờ phát hiện được cái nơi rất là đẹp như thế này. Tại họ mang những cái bức hình đó lên trên báo nước ngoài.
thì họ giới thiệu. Và từ đó là cái nơi này thành một cái địa điểm rất là nổi tiếng, với trẻ hay tới và chụp hình mọi người. Cùng có cái móng vuốt rồng. Móng vuốt rồng rất là đẹp luôn. Đó là nguyên một con rồng đúng không nha, đây nè. Đây là nguyên một con rồng luôn nè. Ngay cái chỗ đó. Có khi nào biết đâu được tấm hình này của mình được một nhà báo nào đó sử dụng lại. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Thế là hôm nay thôi, hôm nào mình đi cái này á Trang. Hôm nay mình đi cái xong rồi cái mình tới là mới đầu là bảo vệ không cho mình vô nữa. Tại vì hiện tại là công viên này từ hồi đầu năm nay, không, từ khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2020 này là mọi người đã, chính quyền là đã muốn gọi là cải tạo lại công viên này rồi, nên là họ đóng cửa, họ đúng không rồi. Muốn cho người ta vô để chụp hình nữa. Cho nên là lúc mà mọi người vô thì là đã thấy là có một cái hàng rào chắn ngang là không được vô rồi, nhưng mà không biết sao hên mình tìm được một cái cách để mình đi vô, mình xin phép mình vô, mình tham quan một vòng rất là nhanh thôi rồi mình đi về. Thế là cũng đã có được những bức hình rất là đẹp. Dạ, quý vị có nhà biết sao không? Này là nguyên một con rồng, này là nguyên như thế nhỉ? Đó, mà Trang nói là thật là cái kỹ thuật xây dựng của người ta rất là tốt luôn á. Đây là có một cái cầu bắc ngang qua, sau đây nguyên một con rồng bự luôn. Đó, thì đây là cái móng vuốt của con rồng quý vị nha. Đó, đây là con rồng, cái đầu rồng nha. Thì tụi Trang đã đi vô trong đây nè, đi vô trong cái chỗ cái máy nè, để chụp ở dưới cái chân móng vuốt con rồng nó nối đây. Đó, quý vị nghe không? Chỗ này là nằm ở gần đồi Thiên An á mọi người. Gần đồi Thiên An, mình có thể đi lên đây mình tham quan rồi xong mình đi qua đồi Thiên An mình ngắm cảnh luôn, rất là đẹp. Mà mình thấy có những cái gia đình người ta mang đồ picnic vô, người ta ngồi, người ta vừa ngắm khung cảnh của hồ mà người ta lại còn vừa ngồi ăn uống với nhau nữa. Chạy khỏi con rồng. Đây là hai cái tấm của bạn Phụng nè. Bạn Phụng là đang theo concept á là trốn chạy. Trốn chạy khỏi thế đó. Trong khi của Trang là theo con cách là nhát ma mọi người. Lúc đó là Trang không biết tạo kiểu gì cho một cái quan cảnh từ một góc nhìn ra cái chỗ này nè. Đẹp lắm mọi người. Tụi Trang chụp hình lên không nghĩ là đẹp, lúc mà đứng nhìn cái đó thì không nghĩ là đẹp đâu. Nhưng mà khi vừa dơ máy lên là kiểu wow, đẹp quá. Nhưng mà tấm này là Phụng chơi Trang đó, quý vị khán giả. Lúc đó Trang đang đứng băn khoăn, Trang không biết là chụp kiểu gì, với là cái móng vuốt rồng này tự nhiên đứng cười cũng kỳ. Cái Phụng cười là bây giờ móng vuốt thì nhắc ma đi. Cái Trang cũng quen tật tưởng giỡn, cái Trang cái Phụng chụp luôn ra tấm này. Đó, đây là cái hình lớp nha. Ủa đúng kêu lớp mình rồi. Đây là trái tim của mình. Đây là trái tim của chúng tôi. Ai trái tim là bây giờ sẽ qua chỗ Huế nha. Này. Đây là chị nói cái tấm mình đi làm hơn kìa, đẹp quá trời. Đây là cái chỗ chữ Huế. Đó, đây là lúc mà tụi Trang đang ngồi đợi ở trong lăng Khải Định, tại vì nắng quá nên đang ngồi chờ nè. Thì tụi Trang mới lấy xác ra chụp luôn. Đây là bạn Trung với lại Phụng. Đây là hai bạn hồi xưa học chung với Trang. Trung thì nấu ăn rất là ngon luôn, còn Phụng thì rất là dễ thương, giống như thư ký Kim vậy đó. Còn tấm này là chụp ở lăng Khải Định đúng không nhỉ? Ủa Trang không biết, nghĩa là Trang có đi thì có nghe nói là cái lăng này là cái chỗ mà đây là lăng lăng của nhà vua cuối cùng thời Nguyễn á. Đúng rồi, nhưng mà cái vị vua này á, là cái lăng này là cái lăng mà xây dựng tốn tiền nhiều nhất. Thời gian xây dựng lâu nhất nhưng mà là nơi tốn tiền nhiều nhất. Mà đặc biệt là cái lăng này là xây ra là phải đang xây dựng 6 năm sau á thì vua mới được. Vua mất xong rồi, 6 năm sau thì lăng mới hoàn thành. Đó. Đây là một cái nơi mà hình như là duy nhất mà người ta biết được là lăng của vua nằm ở đâu đó, trong số những cái lăng tẩm ở Huế. Giống như là bình thường thì những cái nhà vua người ta chôn cất, người ta sẽ không biết chính xác cái lăng mộ là nằm ở đâu. Không, các nhà vua đời trước là biết. Đúng, những là vua đời trước là biết. Đúng, những là vua đời trước biết hả? Biết giống như là hãy Phụng trước Trang đi. Thì khi mà Trang ví dụ như vậy là hai vị vua đang nói chuyện. Như là Phụng trước Trang đi thì lúc mà đến đời của Trang thì Trang sẽ đào mộ cái Phụng của Phụng lên. Trang bỏ xong nó cũng trong quá khứ, trong đúng rồi, có hiềm khích là giống đúng như rồi. Là mình biết chính xác là cái lăng nó nằm đó, cho nên là cái người vua người sau á, người ta đào cái đó lên. Đúng rồi, gọi là khi mà người ta đào lên thì kiểu xóa sạch đúng đó. Rồi xóa sạch dấu vết của đời cũ, cho đúng nên rồi. Sau đó là giống như là mọi người không có muốn xây cái lăng mà cho người khác biết chính xác cái vị trí lăng mộ nằm ở đâu, để tránh cái việc mà cái người sau này mà như là
Đây chứ mới làm cái hoạt động đó hoài vậy đó. Một cái hay là lúc mà mình vô cái lăng Khải Định là có một cái bức tượng của vua. Mà cái bức tượng này là được anh hướng dẫn viên này là thật ra tụi Trang đứng nghe lén thôi. Là tụi Trang đi riêng mà nên là có anh hướng dẫn viên nên tụi Trang tấp vào nghe anh chia sẻ là cái tượng này là của vua là đúc bằng tỷ lệ 1:1. Như là vua sao thì cái tượng nó y như vậy. Và cái tượng này làm bằng đồng thôi. Đồng mà nó rỗng ở trong. Sau đó xong vua mới mang về và ở ngoài đắp cái vàng 10 kg ở ngoài. 10k. Đó. Nhưng mà ở lăng Khải Định này Trang đang hồn, hồi lúc Trang đi Trang chưa có nghe giải thích được cái vị tướng đứng ở ngoài á Phùng. Này, đây là có nguyên một vàng 10 mấy vị tướng đâu. Phùng nhớ bao nhiêu vị tướng không? Em không nhớ chính xác nhưng mà nhiều lắm là 8 hay sao? Ừ, đó nghĩa là có 8 vị tướng với lại con voi ở ngoài. Cái nhưng mà nó có hai phía, bên này 8 bên kia 8 thì là phải 10 sao mấy. Không nhớ là mỗi bên 4. Mỗi bên 4 vị tướng đó. Rồi. Đó. Đằng sau là thị vệ. À đây tướng là 4 người đứng ở đầu đúng không? Vậy là chắc là 8 thiệt tại vì ở đây là còn hai bên hông rồi đi. Ở đây là 1 2 3 4 rồi phía bên đối diện cũng y chang vậy là 4 là 8. Đây là chữ é. Không biết là có phải đang nói về tình chung của nhau. Đây à, đây là ở lăng Khải Định nè. À đây là ngay chỗ làng Hương nữa với khán giả. À đây là cô chủ của cái chỗ quán Ti Hoa. Đây là bé Ly nè. Bởi vì khán giả nào con dễ đúng rồi, rất là dễ thương luôn á. Xem clip rồi sẽ nhớ. Ở quán Ti Hoa này có gì khán giả nè, cô với lại bé là chỉ hướng dẫn mình cách làm nhang là rồi sau đó còn cho mình chụp hình ké ở cái làng Hương này là sẽ có những cái bút chụp hình giống vậy nè, những cái này là những cái nhang không mấy cái gì cả chân nhang mà nhuộm đủ màu luôn đó, mấy cô phối là cái để vậy nhìn rất là đẹp ha. Đó đẹp quá ha, giống như có một cái nơi để cho mọi người đến tham quan đúng rồi. Còn đây là ở ngoài lăng nè. Đặc biệt là lăng Khải Định là một nơi mà được rất nhiều mọi người chụp hình lên. Tại vì kiến trúc của nó đẹp quá chị. Đúng rồi. Kiến trúc của nó rất là đẹp ha. Chụp mình chụp hình lên là mình thấy nó đẹp liền, auto đẹp luôn á. Nghĩa là mình đi đâu á mình cũng chụp luôn. Tụi Trang là mới vô cái cổng thôi đó là đứng mất hết nửa tiếng đồng hồ đứng chụp luôn. Tại vì cái quá đẹp. Mà hả cứ đi lên 15 phút nắng quá tưởng bỏ cuộc nhưng mà cứ ngày này người kia chụp ra cái thấy hình đẹp quá là như Phụng chụp hình đẹp thì phải có Trang đúng không, mà xong Trang bắt Phụng đứng đợi để Trang chụp cho mình cái hình đẹp đó. Đó đây là chữ Huế nha. Cái này là vé vô cổng là bao nhiêu ta? Vé vô cổng là 75.000, bình thường là 150.000 nhưng mà đang được sale off 50%. Chắc là mới hết dịch nên sale off còn 75.000. Mà mọi người đi đông lắm. Nào gì khán giả đi một vòng là khán giả lại nha. Đây là cuộc hành trình của tụi Trang ở Huế trong sau những ngày nay. Trời ơi, đã xét được một chữ. Lớp Huế thật là kỳ công. Hồi xưa giờ nghỉ Huế là chỉ có đi tham quan những chỗ này thôi. Đó, nhưng mà không ngờ là đợt này tụi Trang đi rất là vui. Tại vì có trải nghiệm mới đó là đi thuyền sông Hương. Ngoài ra còn ăn uống này nọ nữa. Tụi Trang còn một chỗ chưa đi là Kinh Thành Huế. Thì là ngày mai tụi Trang sẽ đi và lại chụp những tấm hình cuối cùng trước khi bye bye Huế về lại Sài Gòn. Dạ, đến nay thì Trang và Phụng Lê xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Chúc quý khán giả ngủ ngon nha. Bye bye. Đi ngủ nha.